Dòng cái chúc mừng cả nhà chúng ta được xuất hiện lần đầu tiên đầy đủ trên clip nè. Vô. Vô nha, mày vô, vô, cống. Má, vỗ tay. Ba thương con thì con giống mẹ. Thôi giống mẹ mát nữa. Tầm 1 phút, chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mập Phút. Lấy ra cho người ta quay. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của gia đình nhà Mập nha. Hôm nay đặc biệt đó cả nhà ơi, món ăn ngon nè, gia đình đông gì đầy đủ nè. Gì vậy? Đó cả nhà, thì hôm nay gia đình nhà Mập gồm có Mập, vợ Mập với lại bánh mì ăn bún bò nha cả nhà. Bánh mì ơi, con chào Mập cô chú đi. Cười cười. À,
Chào ông bà cô chú nha, lâu lắm con mới xuất hiện nha. Trời cười tươi tê. Giỏi. Rồi, thì hôm nay vợ chồng Mập ăn bún bò giò heo cả nhà. Đó, ở đây thì có giò heo nè, đó, nhiều lắm nha. Rồi chả lụa nè, rồi nạm bò nè, bắp bò nè cả nhà, rau nè. Đó. Thì Mập mời cả nhà thưởng thức với gia đình nhà Mập nha. Rồi, em ăn đi. Mời cả nhà nha. Cả nhà ăn hết rồi đó cả nhà. Ủa, ở nhà ăn hết rồi. Phải gạch rồi như vậy. Chứ nó cả nhà ăn hết rồi đó cả nhà. Bún bò này ở nhà là tự bếp Kim nấu luôn đó nha. Hôm nay cả nhà thấy bánh mì tươi không? Phan. Phan gì? Không có chăm, nó chăm không? Thôi khỏi. Tôi có hả? Không khỏi đi bạn ơi. Bạn ăn lấy đi. Rồi. À thôi, em tự gấp đi. Tự gấp đi. Mời cả nhà gì? Ăn bún bò nha. Bún bò, giò heo. Giò heo cái này bự chản luôn. Đó, em ăn cái gì tự gấp nha mấy kia, em thích ăn gì ăn cái đó nha. Ngậm. Đó, mở thứ mọi thứ một miếng. Tranh thủ ăn đi, nó còn nóng. Bánh mì làm làm gì? Tiếng động của gia đình mình đi. Nè. Nó biết theo ai luôn. Thôi, nàng biết theo phải. Đó. Cả nhà bật biết cái là tiếng động đó là Mập với lại bé Kim mới phát hiện ra là bánh mì bắt chước Mập ấy. Lúc mà Mập ngủ ngáy là bả trên nó nằm nó cũng ngáy theo luôn cả nhà. Làm nè. Làm vậy đó. Rồi. Rồi thôi, mời cả nhà ăn nha. Em gấp đoạn đi. Gấp thịt vào luôn đi. Thơm nha, ngon nha. Thơm ngon nha. Thôi, ớt quá trời bé Kim ơi. Đã quá bé Kim ơi. Công nhận có vợ không có gì qua có vợ hết cả nhà. Ăn cơm hàng cháo chợ, có vợ lên quay cái vợ nấu đồ ăn hoài luôn. Ngon em. Cảm nhận đi. Em cảm nhận cái món em đang ăn á. Cái món em nấu á. Nó gần sao đi. Bún bò này được nấu từ mắm ruốc. Thơm mắm ruốc lắm mọi người. Mắm ruốc. Rồi nước dùng nấu bằng cái gì. Anh thấy có em có nướng hành tây nè. Bài bản luôn cả nhà. Nước hành tây rồi nước dùng nó nấu bằng cái hả? Nước dùng tiếp tục nấu với đường phèn. Với lại giò ấy nha. Giò nấu ở trong đừng cho nó mềm luôn á là nó ra cái nước á. Cái xương á với lại cái thịt của cái giò nè. Mềm. Ngon. Được rồi. Có bữa anh thấy làm ho luôn á. Nãy giờ nó quên, giờ nó nhớ nha. Thôi.
Thôi, ngưng. Thôi, được rồi. Biểu diễn tới đây được rồi. Thơm. Thơm mắm cốt. Với lại xả. Nước dùng ngọt. Lấy đồ chơi cho bánh mì chơi đi. Bánh mì chơi con chơi. Nhìn rắc này. Nạm bò với lại bắp bò mềm cả nhà. Mọi thứ quá xuất sắc. 10 điểm. Ngon thiệt chứ. Ngon thiệt đó. Ngon thiệt đó. Hình như hồi là từ lúc dịch tới giờ ở nhà mình mới nấu bún bò ăn ha. Rồi nè, giờ mặt nấu nguyên một nồi giống như nồi bánh tét vậy cả nhà. Ngon quá. Hôm nay hai chồng uống ô long nha. À, vô một cái nè. Được rồi bé ơi. Vô một cái chúc mừng cả nhà chúng ta được xuất hiện lần đầu tiên đầy đủ trên clip nè. Vô. Vô nha, mày vô. Vô. Cống. Rồi bạn người bà giáo nhé, vô nhé. Quá đã cả nhà, quá đã, quá hạnh phúc. Thêm gạo. Lên khói nè. Thôi. Ui nóng. Nóng quá mì ơi. Phỏng rồi. Chấm nước mắm nè. Xuất sắc rồi. Nãy mẹ ăn nhiều không? Nhà mập cũng đạo bún luôn á, nhất là bún bò nè. Hai đứa là một tuần có thể ăn 5 lần, chỉ một quán duy nhất.
Con ngủ hả? Nói ngủ thức dậy mà kiếm chuyện. Thấy vợ chồng tôi hạnh phúc rồi kiếm chuyện phải không? Bánh mì đang mập gan nên là biến ăn với biến ú, biến bú luôn. Cái này phần bắp nè bác kia, có gần gần là ngon. Ngon thì nó đỡ ấy hơn, đỡ sẩm xì hơn cái nạm. Có gần gần. Sao quá không? Cái này là ở nhà ăn hết rồi á cả nhà, nên còn bao nhiêu cái vợ chồng mập bài ra luôn, có hoành tráng lệ bữa. Phanh giò hai lạng có luôn á, nặng. Mày có điều gì muốn nói với lại ông bà cô chú không? Mày Mày nha. Để bà làm cho. Trứng gà bánh mì chắc cũng hơn 5 lít rồi không lên đó. Cái nhà thấy bánh mì giống mẹ hay là giống ba vậy cái nhà? Hồi đó lúc mà em chưa lên á thì ai cũng nói bánh mì giống anh, chứ lúc em lên rồi ai cũng nói bánh mì giống em. Ở ngoài ai cũng nói bánh mì giống anh Mập hết. Hồi lúc mà mới rẻ bánh mì á còn giống dữ lắm. Nó hồi đẻ bánh mì nhớ. Hồi đó bánh mì mới sinh ra ngày đầu tiên luôn. Cái thầy chồng con đầu mà sợ không biết con có bị tật không. Cái mắt có bánh mì đó vậy nè. Cái xong một bên mở một bên nhắm thì về nhà mới biết là mấy cô mấy dì nói là từ từ một hai ngày thì con mắt em bé nó mới mở ra hết được. Cái ông này nè xanh dắt chiều á, ủa dắt sáng dắt chưa chắc chiều á, ông banh con mắt nhỏ ra nè, ông sợ nó bị tật, ông sợ bị tật con mắt dính lại á, cái ông tét con mắt nhỏ ra. Không phải tét mà banh nó nè, dính lên đó. Nhìn không dính cái gầy á là nhỏ không có bị tật. Nó cười lần đầu làm ba mà có biết gì đâu. Mày B
bữa nay mê chơi quá. Ăn phanh giò nữa. Ừ. Nóng mềm dễ sợ luôn á. Ngon. Tay mày lắm chưa? Công nhận. Đi ăn hoài á, quán này quán kia ngon. Đánh giá được. Nhưng mà ở nhà có lò bếp 5 sao ở nhà mà không biết ở nhà. Ghê vậy. Quá ghê. Anh biết không? Đánh giá được một cái mà quán 5 sao đâu phải chuyện đơn giản đâu. Cái mà 5 sao mà khó nhất để được việc là cái vệ sinh đó. An toàn vệ sinh thực phẩm á. Anh thấy không? Em ngon có nè. An toàn vệ sinh thực phẩm có nè. Cung cách phục vụ tốt luôn. Rồi trình bày đẹp mắt nè. Không gian ăn ngồi với điều hòa nữa. Nhức mắt. Nhưng mà quán ăn mà muốn vệ sinh á, muốn biết vệ sinh không thì mình nhìn cái người bán, người ta dám ăn đồ ăn của người ta bán á mọi người. Giống như là dưa mắm như là bá khía, là nhà của mình ăn sốt luôn. Tính ra em giống như là thánh review, thánh review, thánh bia sản phẩm cho anh luôn á mấy kem. Bá khía với dưa mắm với chân gà là ở nhà tự làm á mọi người, sạch lắm. Do mẹ làm á. Mà người lớn tuổi thì người ta không, mấy người lớn tuổi á người ta sợ, kiểu như là sợ nghiệp á, nên là làm có tâm lắm. Khi mà mình bán đồ ăn á, mình có cái quan điểm trong đầu mình, trong suy nghĩ của mình á, là người ta ăn cũng như mình ăn á, là mình sẽ làm tươm tắt hơn cả nhà, mình sẽ làm sạch sẽ hơn. Mà cả nhà thấy đúng không? Người ta ăn cũng như mình ăn thôi, cũng là đồng thời là con người với nhau mà. Tại sao mà mình ăn thì mình lại kỹ, còn khi mà mình bán cho người ta ăn thì mình lại làm sơ sài, mình lại làm nó không có được sạch sẽ lắm đó cả nhà, đúng không? Đó, nên mình nghĩ là thôi, thí ví dụ như mình cũng có mua đồ bên ngoài thì mình ví dụ mình cho đi mình làm, mình kiểu như là mình sạch sẽ đi đó, thì mình sẽ cũng thí dụ mai mốt mình mua đồ á thì mình cũng sẽ được gặp một người mà người ta làm sạch sẽ mình ăn, đúng không cả nhà? Nên cứ nghĩ là như vậy đó. Cứ mà ai bán đồ, bất kỳ ai bán đồ cứ nghĩ là khách ăn cũng như mình ăn là sẽ làm sạch sẽ cả nhà. Nhà nấu lên nước thoải mái ha. Bánh mì hôm nay lên bánh mì không săn sáo gì hết nè. Mì kiểu như thấy là mì. Có anh với em ngồi hai bên đó mấy kia. Mì nước nè, mời con uống nước nha. Nước uống không mì ơi? Mì nước nè. Mì uống nước.
Thôi thôi. Ngưng cái này. Ngã bài ra một mâm cũng quá hoành tráng luôn. Quá đã. Ban đầu á, dự định là vợ mập lên á, là hai đứa sẽ san sẻ đồ ăn, mập sẽ ăn ít lại một tí, mà cuối cùng bây giờ bà làm ngon quá, ăn nhiều khi thấy còn nhiều hơn nữa cả nhà ơi, thôi chết rồi kiểu này, thôi xong rồi, toan rồi. Rồi thôi thì hôm nay hai vợ chồng ăn bún bò, cả nhà bún bò giò heo ha, rồi chả nè, đó. Bún bò thì tất nhiên là phải có bò rồi. Đó thì rất là ngon luôn. Theo cảm nhận của anh thì rất là ngon luôn. Còn em, món ăn em nấu ra như vậy á, thì em cảm nhận sao, em nói cho cả nhà biết đi. Cảm nhận là bún bò hôm nay rất là ngon. Rồi sao, không gian sao, rồi cái cảm giác ấm cúng cho gia đình rồi nè. Đó, trời ơi, hôm nay mặc đồ tông xịt tông luôn ha. Nãy hai vợ chồng tôi là mặc tâm sẽ tâm á, còn cô á là nãy vô tình thôi nha. Nói cả nhà thì mập mâm là cả nhà sẽ ủng hộ gia đình của mập nha, gia đình ba người á, gì có nhiều bài hát lắm cả nhà, giống như là hôm nay có bánh mì xuất hiện đầy đủ gia đình mập, thì mập cũng xin tặng cả nhà với lại bánh mì một bài hát là Cả Nhà Thương Nhau, nhớ không? Ngô quá, vỗ tay. Ba thương con thì con giống mẹ. Thôi giống mẹ không hát nữa. Thôi cả nhà. Quýnh rồi nữa. À, phái hát lắm, nhỏ chứ phái hát lắm cả nhà. Đó thì thôi hôm nay vậy thì quá vui cả nhà. Đó thì mập biết á, là khi mà bé Kim xuất hiện á, thì cả nhà cũng rất là mong mỏi sự xuất hiện của bánh mì, nhưng mà bữa giờ ăn toàn là mấy món độc không ở nhà, giống như là nướng nè, rồi mấy cái món lẩu đồ này kia, nên thật sự là rất là muốn bánh mì lên, rất là tiện cho bánh mì ngồi ở đây, rất là tiện luôn ở nhà, nhưng mà set up những cái món đó thì nó văng á, nên không được, ở nhà nóng đồ, điện đài tùm lum hết, nên cái nhà cũng thông cảm, thì hôm nay bánh mì mới xuất hiện được. Đó thì mập mâm là cái nhà sẽ ủng hộ cái sự mà hợp mặt của ba người trong một clip nha. Đó thì cái nhà còn về món ăn hôm nay thì hôm nay mập ăn cả nhà mập ăn bún bò ha. Đó thì mập mâm là cái nhà sẽ ủng hộ và góp ý về món ăn, về cái cách mập nói chuyện, rồi cái cách vợ mập ăn hôm nay cảm giác cả nhà thấy có mạnh mẽ hơn chưa, có mạnh dạn hơn chưa, rồi cách nói chuyện có dạn dĩ hơn chưa, có còn ngại hay gì không đó. Đó. Rồi thì đến đây thôi cả nhà, đến đây thì kết thúc clip được rồi, thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ, và ví dụ như cả nhà thương mập với lại vợ mập thì cả nhà cho mập một like, một share và một đăng ký kênh nha, nếu mà ai chưa đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì cả nhà mập chào cả nhà và hẹn gặp lại vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye. Chào bà cô chú mày. Bye bye. Bye bye bà cô chú nha.